Anh ơi, anh cứ lấy tiền ra cho em, chở cho bà vào đây hỏi em với. Bà không đi không được, bà phải đi. Bà đi vào cháu đưa vào phường ở. Bà ơi, bà vào cháu hỗ trợ bà ở, ăn ở. Bà cứ đi vào phường cháu sẽ có người hỗ trợ bà. Cháu phải đưa bà vào. Sau trận mưa lớn đêm ngày 9 tháng 9, khu vực bãi giữa sông Hồng đoạn đường Thống Nhất đã có nhiều nhà dân ngập sâu. Lũ sông Hồng dâng cao khiến nhiều bến, bãi ven sông bị ngập trong đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10 tháng 9. Từ ngay trong đêm, nhiều hộ dân đã phải sơ tán khẩn cấp ra khỏi vùng bị ngập lụt. Đến sáng nay ngày 10 tháng 9, mực nước sông Hồng vẫn ở mức khá cao. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng hỗ trợ những gia đình còn đang mắc kẹt trong khu vực ngập úng. Tuy vậy, cũng còn khá nhiều người bám trụ ở lại, không chịu di rời. Cán bộ Ủy ban Nhân dân một số phường đã đi thuyền đến từng hộ dân để vận động trước khi nước lũ lên cao. Trước đó, đêm ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành công điện về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Dự báo lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh, đạt mức báo động 2 trong 12 đến 24 giờ tới.